Top 5 sự thật chấn động, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 biết trước ắt tránh được quạ trời, trúng lớn phát tài trong tháng 4 âm lịch, cực giàu có ở tuổi 57. Vâng, vì cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, cao nhân xưa có dạy nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ. Thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái độ lượng bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co so đo tính toán. Có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Thế giới rộng lớn, lòng người khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Trời đã định sẵn trong số 12 con giáp có tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là con giáp mang số mệnh đắc tài phú quý. Nhưng cuộc đời lắm chông gai, trên con đường dẫn tới thành công, họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Trong hơn quá nửa cuộc đời vừa qua, Mậu Thân liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Vậy, 3 tháng đầu năm 2024 vất vả cực nhọc rồi, cố gắng tích lũy rồi, liệu đến giữa năm, cụ thể là tháng 4 âm lịch này, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ như thế nào? Sướng hay khổ? Cuộc sống lên hương giàu sang phú quý hay vẫn nghèo khổ mạt kiếp, mãi không ngóc đầu lên nổi? Hãy theo dõi đến cuối của lá số tử vi ngày hôm nay để biết được câu trả lời cho vận mệnh của mình, Mậu Thân nhé! Thưa cô bác thân mến, cho Mậu Thân một chiếc đồng hồ tua ngược lại những năm về trước thì chắc khi đó cô bác sẽ chẳng quá quan tâm thời vận hay thời điểm gì đâu. Cái ta muốn ta sẽ làm, cái ta thích ta sẽ triển khai, cái ta mong ta sẽ tìm kiếm. Thật thì ta sống mà nghịch ta thì ta cho thành thuận. Cái tâm thái ấy, cái sự tự tin ấy quả là tuyệt vời lắm thay. Tuy nó mang đến vô vàn sự rắc rối tiềm ẩn, nhưng cũng cho Mậu Thân một cuộc đời nhộn nhịp, những năm tháng rực rỡ, một đoạn đời ngẫm lại đầy si say. Lắm khi trong tâm khảm rực lên nhiều nhiệt huyết, cháy lên những điều mong mỏi, cũng từ những trải nghiệm đặc sắc của những năm vừa rồi. Càng đi xa, truy tìm thành công thành tựu, Mậu Thân sẽ càng dễ vấp ngã, càng mơ to ước lớn, làm nhiều mộng lắm sẽ lại càng đi kèm với những rủi ro, những gian truân mỏi mệt. Người bình yên tất ít truy cầu mong mỏi, những người lười biếng tất ít suy nghĩ nhọc nhằn, mà những người không có ước mơ hoặc không nhiều tham vọng sẽ chẳng phải đi qua vùng đất hoang tàn đau thương của sự thua cuộc. Nên đừng buồn vì cô bác đã thua, hãy mừng vui vì cô bác đã dám làm, dám thử. Là một Mậu Thân, ắt cô bác đã từng cố, ắt cô bác đã từng chiến, ắt cô bác đã từng ngược xuôi, ắt cô bác đã từng vất vả. Là một Mậu Thân, chắc chắn cô bác có nhiều ước mơ, cũng kèm theo nhiều tham vọng, cũng từng mạnh dạn hiện thực hóa, dám ngông cuồng một khúc, dám dại điên một đoạn để theo đuổi những điều phi lý mà ít người ủng hộ cô bác nhiều khi. Là một Mậu Thân, ắt cô bác từng có những phút huy hoàng của bản thân, cũng từng có những giây vinh quang trên đỉnh nhân sinh ngắn ngủi. Có những ngày cười, cũng nhiều ngày hân hoan, có những ngày đông vui, thiên hạ nhiều ủng hộ. Là một Mậu Thân, ắt cô bác từng khóc nghẹn trong bóng tối hay bó gối bần thần, hốt hoảng chẳng biết làm gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy trống rỗng, uống rượu say mềm, nghe nhạc buồn lặng tinh không. Là một Mậu Thân, ắt cô bác từng vỡ òa trong đau đớn, người ta coi là tri kỷ lại thình lình quay lưng, người ta từng chẳng tiếc lại chẳng ngại ngần đạp thêm một chân đẩy ta rơi xuống giếng. Đồng tiền bỗng có lúc thật là to, quỳ mà xin hao mòn đi chút lạnh lùng kiêu ngạo. Là một Mậu Thân, ắt cô bác mệt lắm phải không? Quý vị thân mến, tử vi học có nói, cuộc đời là bể khổ, ai cũng phải trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi thì mới có thể đạt tới được thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên, có những người mệnh dày phúc lớn mà dư giả đủ đầy từ nhỏ, lớn lên làm ăn thuận lợi, làm một tháng ăn cả năm, tiền nhiều đếm không xuể. Lại có những người từ tấm bé sinh ra đã khổ, đói ăn mặc rách, lớn lên đi làm thì chật vật nợ nần chồng chất, khổ nhục trăm bề. Thế nhưng kiến than lâu mãi cũng có ngày đầy tổ, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Nếu quý vị đang xem chương trình này mà cầm tinh tuổi Thân sinh năm 1968 thì xin chúc mừng quý vị có cơ hội đổi đời giàu to, trả sạch nợ nần, vất lên làm đại gia đang ập đến với quý vị đấy.
và trong tháng 4 âm lịch này, đặc biệt nếu biết và tránh được, một số tai ương sẽ nói sau đây, ắt tín chủ sẽ được đón nhận cơ hội đổi đời vàng ngọc mà ông trời ban tặng. Cơ hội phát tài cực mạnh, tiền từ tứ phương sẽ đổ vào nhà tín chủ. Lúc đó tín chủ có thể thảnh thơi mà hưởng cuộc sống giàu có dư giả, viên mãn khó ai sánh bằng. Người xưa cho rằng mỗi con giáp cứ 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp phải thử thách, chúng được gọi là hạn tam tai. Hiểu đơn giản, tam nghĩa là 3, tai có nghĩa là những điều không may mắn. Nói cách khác, tam tai nghĩa là những điều không may mắn vào 3 năm liên tiếp nhau trong vòng 12 năm và chúng xảy ra theo một vòng tuần hoàn. Trong 3 năm tam tai, người bị hạn hay gặp chuyện không vừa ý, làm việc không được suôn sẻ, xuất hiện cản trở như sức khỏe không tốt, tinh thần không ổn định, tiền bạc thất thoát, kinh doanh chậm chạp. Nói là hạn nhưng hỏa chăng cũng đều là vòng xoay của vận mệnh, chuyện gì đến sẽ đến. Dù là hạn nhưng mức độ nặng nhẹ cũng còn phụ thuộc vào bản thân phúc đức của mỗi người, sự cố gắng và năng lực chủ động trong cuộc sống của họ. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, người có hạn trong năm Thìn, hạn 3 năm, Dần Mão Thìn là 3 tuổi, Thân, Tý và Thìn. Trong những năm này, mặc dù không có hạn thì quy luật cuộc sống luôn biến đổi. Cuộc sống của người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn cũng ít nhiều thay đổi. Có điều không vui nhưng cũng có nhiều thay đổi tích cực. Trong những năm tháng giữa và cuối năm 2024 này, có đôi lời nhắn gửi dành cho các bác tuổi Mậu Thân. Các bác đã trải qua năm 2022, 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 như thế nào? Có nhiều niềm vui cũng không thiếu nỗi buồn phải không ạ? Trong những năm thử thách, ắt hẳn các bác tuổi Mậu Thân đã phải đối diện với không ít thăng trầm, phần lớn là mang lại cho các bác nhiều thay đổi, đặc biệt về mặt tinh thần. Người ta thường nói điều đáng sợ nhất không phải là các bác không thể sống tốt, mà các bác không thể sống trong hiện tại, không thể buông bỏ những chấp niệm trong lòng. Trong lời Đức Phật từng có câu, buông bỏ sẽ được tự do, câu nói này thích hợp dành cho các bác tuổi Mậu Thân trong giữa và cuối năm 2024. Dám buông bỏ để tìm thấy an yên. Các bác tuổi Mậu Thân sinh ra đã mang trong mình nghị lực vượt khó hơn người. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, Mậu Thân cũng là người có chí tiến thủ. Mậu Thân tò mò, ham học hỏi từ nhỏ, luôn không ngừng mở mang trí tuệ của mình bằng tinh thần khám phá mạnh mẽ. Theo năm tháng, Mậu Thân tin rằng sự nỗ lực của mình sẽ vượt qua tất cả khó khăn, tìm được thành công và hạnh phúc. Nhưng cũng vì ôm ấp sự kiên trì đó, có rất nhiều thứ trở thành chấp niệm, ăn sâu bám rễ vào con người của Mậu Thân. Các bác tuổi Mậu Thân luôn hết mình với cuộc sống, nhưng cũng lắm mối khổ tâm suốt cả ngày. Có thể Mậu Thân bận rộn và năng động ở ngoài, nhưng khi bóng đêm buông xuống, mọi nỗi lo âu và mệt mỏi lại tràn về như dòng nước xoáy. Người ta cũng thường nói thiên đường không ở trời xanh, địa ngục không ở dưới âm phủ mà tồn tại trong lòng người. Có thể khoảng thời gian qua, cuộc sống của Mậu Thân mang màu sắc ảm đạm nhiều hơn cam màu tươi vui, thì việc các bác có thể buông bỏ một số điều sẽ giúp mọi chuyện thoải mái hơn. Trong sự hối hả của vận mệnh, mỗi người đều sẽ phải trải qua một số cuộc chiến. Có người có chỗ dựa, có người phải một mình nỗ lực không ngừng tiến về phía trước. Người khác không thể giúp cô bác, người nhà cũng không thể hỗ trợ, người yêu và bạn đời có thể cũng không đồng cảm được với Mậu Thân. Trên con đường vượt qua 3 năm thử thách này, Mậu Thân chỉ có thể tiến về trước một mình. Nắm rõ điều đó, Mậu Thân sẽ buông bỏ được rất nhiều thứ. Mậu Thân sẽ không bị hy vọng làm cho buồn bã, dù không có chỗ dựa, cũng sẽ giúp Mậu Thân mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Tích cực, hoàn thiện bản thân, chờ thời vận tốt. Việc tích cực đối mặt với những thử thách và rèn luyện khả năng thích ứng của bản thân có lẽ là những điều Mậu Thân nên chú tâm vào. Khoảng thời gian sau này như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm của Mậu Thân trong những năm thử thách. Dù 3 năm thử thách, Dần Mão Thìn hay cả quãng đường dài sau này, dù có quý nhân phù trợ hay không, Mậu Thân đều cần tích cực hoàn thiện bản thân để chờ thời. Kỳ thực, con người cũng như một cái cây, càng khát khao nắng vươn lên cao thì rễ của chúng càng đâm sâu vào bóng tối dưới lòng đất. Nói như vậy để thấy mọi sự trên đời đều có hai mặt. Có thể những ngày tháng ảm đạm, tước đi sự tỏa sáng của Mậu Thân, mọi thứ đều chững lại. Không còn hanh thông khiến Mậu Thân lâm vào lo âu khổ sở. Nhưng Mậu Thân vốn đa tài và thông minh,
có trách nhiệm lại khéo léo, Mậu Thân hãy dùng những phẩm chất tốt đẹp đó để tôi luyện cho mình một năng lực thật sự xuất sắc. Đó là chìa khóa giúp Mậu Thân thay đổi vận mệnh và vượt qua nhiều năm tam tai. Trong cuộc đời con người, mỗi khi đạt được điều gì đó đều cần phải trả giá. Nếu như Mậu Thân vẫn luôn giữ được sơ tâm trong mọi việc, sự kiên trì mà Mậu Thân định hình được ngay từ đầu, thì Mậu Thân sẽ luôn tìm được đường lui trong khó khăn. Tuổi Mậu Thân cũng có bản tính thích cạnh tranh và chứng minh năng lực của mình, nhưng trong nhiều thời điểm, khi may mắn không chọn đứng về phía Mậu Thân, Mậu Thân cần tỉnh táo. Mọi người đều đang cạnh tranh với thực tế để có được cuộc sống mà mình mong muốn. Mậu Thân muốn đội được vương miện thì cũng phải chịu được sức nặng của nó. Mậu Thân đã chọn con đường mình đi thì đừng lùi bước nếu Mậu Thân không ngừng học hỏi, không ngừng mở rộng trí tuệ của mình. Thì khi gặp khó khăn, Mậu Thân cũng sẽ nắm quyền chủ động. Điều gì đến sẽ đến. 3 năm thử thách giống như vòng xoay chẳng thể nào tránh, không tránh được thì phải đối mặt, không đối mặt được thì phải chờ thời. Đó là điều tất yếu giúp Mậu Thân vượt qua những cơn gian nan khốn khó. Trong những năm tháng thử thách này, người tuổi Mậu Thân chỉ cần chọn làm tốt việc của mình, cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn. Có thể Mậu Thân cũng nổi tiếng với trái tim trong sáng và không tì vết. Mậu Thân luôn tin rằng trên đời này có nhiều người tốt thì cũng có kẻ xấu. Có những thời điểm vì lòng tốt của mình mà Mậu Thân đã phải trả giá quá nhiều. Hãy cắt gọn những điều đó đi. Hãy coi đó là bài học giúp Mậu Thân có thêm kinh nghiệm để ứng xử với cuộc đời. Đường đời của Mậu Thân chắc chắn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng không thể lúc nào cũng đầy bão tố. Dù có thăng trầm nhưng điều quan trọng nhất giúp Mậu Thân tìm được ngày tháng an yên là trân trọng chính mình. Dù gặp phải điều gì, Mậu Thân cũng nên nếm hết hương vị của cuộc sống. Nếu nói rằng cuộc sống vô thường, tương lai sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ, không vì 3 năm tam tai mà hậu Mậu Thân mất đi tất cả, cũng không thể vì khó khăn tam tai mang lại mà Mậu Thân không thể bứt phá. Việc thuận theo dòng chảy của số phận sẽ giúp Mậu Thân có được niềm vui. Mặc dù thông minh, nhanh nhẹn nhưng sự vội vàng nóng lòng cũng khiến Mậu Thân sôi hỏng bỏng không. Bởi vậy, Mậu Thân cần phải bình tĩnh trong những vấn đề và tạo ra cho mình niềm tin vững vàng. Việc Mậu Thân ươm hạt hạnh phúc cho bản thân không phải điều gì to tát, mà ngay từ việc Mậu Thân phải tin vào bản thân, tự tin vào điều mình đang làm và sống, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu Mậu Thân nghĩ về những điều tốt đẹp trong mọi việc và nhìn về hướng hy vọng, Mậu Thân sẽ tránh được một số rắc rối và Mậu Thân sẽ được tái sinh với tâm thế vững vàng hơn. Chính vì có lòng tự trọng mạnh mẽ, lại sợ tổn thương không ít Mậu Thân trong chúng ta bỏ cuộc giữa chừng, không bỏ cuộc thì cũng mải nhìn vào những khó khăn lo âu đó, rơi vào vòng xoáy nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy tệ và trách cứ bản thân mình không làm được gì cả. Cũng có nhiều người tuổi Mậu Thân phát huy được bản chất thông minh và kiên trì của mình, luôn lạc quan rằng dù mưa hay nắng, mọi thứ cũng đều viên mãn. Mậu Thân biết đấy, chúng ta đang sống lúc vui lúc buồn là chuyện bình thường. Mậu Thân càng cởi mở, càng bình tĩnh chấp nhận, càng có thái độ và nụ cười tích cực thì Mậu Thân càng cải thiện được tâm trạng và tinh thần. Có thể thấy, trong sâu thẳm trái tim con người, sự hiểu biết và cuộc sống thực ra chỉ nằm ở một suy nghĩ duy nhất. Có người biến đau khổ thành niềm vui, có người biến mệt mỏi thành sức chịu đựng. Những người gặp khó khăn và có thể lạc quan chắc chắn cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi vì họ có niềm tin nên họ sẽ không để những cảm xúc tiêu cực bám rễ trong lòng mà sẽ thoải mái mỉm cười, nhìn thấy hy vọng phía trước và nỗ lực để thay đổi nghịch cảnh. Như người ta vẫn nói, điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Vì vậy, đừng để con đường Mậu Thân đi đã bị thất vọng. Mậu Thân biết đấy, trên con đường đời sẽ luôn có nắng mưa, tranh vinh quang, hoa và gai trải đường. Mậu Thân có thể sống mà không phải lo lắng về ngày mai hay lo lắng về ngày hôm qua. Ngoài sự tự do của Mậu Thân, con người lòng càng tĩnh lặng, cuộc sống càng thực tế. Con người chúng ta, đặc biệt là những người tuổi Mậu Thân, cần hiểu rằng khi gặp khó khăn đừng hoảng sợ, hãy giữ chính niệm trong mọi việc. Mậu Thân sẽ có thể chuyển nguy thành an toàn ngay. Khi đối mặt với thất bại, đừng lo lắng, hãy giữ nụ cười, nhất định Mậu Thân sẽ tìm được lối ra.
Khi mậu thân ở trong hố sâu tuyệt vọng, đừng bực bội, hãy để tâm trí mậu thân bình tĩnh và nghỉ ngơi. Mậu thân sẽ thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, trái tim trong sáng của mậu thân sẽ được tái sinh trở lại. Ở khắp mọi nơi trong cuộc sống đều có thử thách và khó khăn. Khi mậu thân thắp sáng ngọn đèn trong trái tim mình bằng niềm tin không lung lay, chắc chắn mậu thân sẽ có được những ngày tháng hạnh phúc. Mong cho những cô bác mậu thân của chúng ta tìm thấy an yên sau những thử thách không ngừng của cuộc sống. Năm 2024, cập vận niên xà hãm tình, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay là vớt rớt dưới giếng. Đây là điềm báo không may mắn trong năm. Các bác dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu cầu đại sự, đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, yên vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Sao chiếu mệnh trong năm, nam mạng gặp sao thủy diệu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc vượng, trong nhà có nhiều chuyện vui mừng hỷ sự. Sao này kỵ nhất vào tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải bị đàm tiếu nói xấu sau lưng. Người có sao thủy diệu chiếu mệnh cần phải cẩn trọng đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Nữ mạng gặp sao mộc đức. Mộc đức là phúc tinh mang lại may mắn an vui, trong nhà có hỷ sự. Sao này tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên các cô cần phải đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Niên hạn, nam mạng cập hạn thiên tinh. Cập hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Nữ mạng cập hạn tam kheo. Năm cập hạn tam kheo, các cô cần phải đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, thương tật ở tay chân, đề phòng các bệnh về xương khớp và mắt. Xét tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 4 năm 2024 âm lịch tháng Kỷ Tỵ. Xét về địa chi, thân gặp Tỵ lâm cục diện tương phá, tháng này người tuổi Mậu Thân 1968 dễ gặp thất bại và tổn thất trong làm ăn, vận may sa sút, tiểu nhân thị phi bủa vây. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Kỷ Âm Thổ là kiếp tài, là ngang hàng với bản mệnh gọi tắt là kiếp. Nó đại diện cho tay chân cấp dưới, bạn bè tranh lợi đoạt tài, khắc vợ khắc cha. Vì vậy đối với các gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp cho thấy đây là thời điểm vận trình của bản mệnh Mậu Thân 1968, biến động mạnh, hung cát khó lường. Có thể trước đó các bác đang gặt hái thành công, được nhiều người ngưỡng mộ nể nang, nhưng ngay sau đó các bác lại phải đối diện với những lời đồn không hay về mình. Dưới tác động của nhị hợp, các bác Mậu Thân thông minh nhanh nhẹn, đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tập thể. Cấp trên có thể yên tâm giao cho các bác nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên chính điều đó cũng khiến các bác nảy sinh kiêu ngạo. Hãy chú ý cách hành xử của mình, chớ coi thường người khác, kẻo cục diện tương hình sẽ đem tới những kẻ tiểu nhân gây họa cho các bác đấy nhé. Phương diện tài lộc, lúc tốt lúc xấu, các bác Mậu Thân có thể nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó của mình, nhưng cũng có thể phải chi tiêu nhiều để giúp đỡ người khác. Có lúc còn làm ơn mắc oán, vừa tốn tiền, vừa khiến mọi chuyện tiến triển xấu đi. Hơn nữa tháng này, các bác còn phải tốn thêm nhiều tiền để mua sắm và trưng diện cho mình. Trong tháng tư âm này, các gia chủ tuổi Mậu Thân có cần chú ý những ngày sau. Ngày 7 tháng tư âm lịch, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, có nạp sáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Ngày 19 tháng tư âm lịch, tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, có nạp sáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Đối với nam mạng, về công việc và sự nghiệp, theo tử vi tháng 4 năm 2024 dành cho tuổi Mậu Thân, hay tử vi chỉ rõ, dưới sự ảnh hưởng đồng thời của cục diện nhị hợp và thương hình, tháng 4 này đặt ra một số cảnh báo đối với phía sự nghiệp của các bác tuổi Mậu Thân.
Một chút sơ suất cũng có thể đẩy mẫu thân vào rắc rối, đòi hỏi bản mệnh cần nhiều thời gian và nỗ lực để giải quyết. Mậu thân hiện giữ vững đầu óc sắc bén và nhanh nhạy, giúp bản mệnh dễ dàng nắm bắt công việc và hiểu ý đồ của các cấp trên. Sự đóng góp của mậu thân được lãnh đạo đánh giá cao và thu hút sự ngưỡng mộ từ nhiều người. Điều này có thể dẫn đến việc mậu thân được giao những nhiệm vụ quan trọng hơn trong thời gian tới. Thầy Tử Vi cũng có nhận định, trong tháng tư âm này, tuy công việc quan trọng nhưng cũng không kém phần gánh nặng. Vì vậy, việc lập kế hoạch làm việc khoa học và tránh làm việc quá tải là việc làm vô cùng cần thiết với các bác mậu thân. Đồng thời, nếu mậu thân cần, hãy chia sẻ gánh nặng với đồng đội để không bị quá tải. Đặc biệt, tương hình khuyên mậu thân nên giữ sự khiêm tốn dù bản mệnh có đạt được thành công lớn hay được ưu ái từ cấp trên. Cách hành xử của bản mệnh sẽ quyết định mối quan hệ với bạn bè và tiểu nhân. Thầy Tử Vi cũng đặc biệt cảnh báo rằng mậu thân hãy luôn cảnh giác khi tiếp nhận thông tin vì có thể có những người ken két đưa tin không chính xác hoặc lan truyền tin đồn để ảnh hưởng đến uy tín của các bác. Trong những tình huống khó khăn, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết một cách thông minh và hợp lý. Về mặt tài lộc, xem tử vi hàng tháng của tuổi Mậu Thân nhận thấy, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân trong tháng tư âm này có thể biến động từ tốt đến xấu. Có những khoảnh khắc Mậu Thân sẽ thấy tiền chảy vào túi dồn dập, nhưng cũng có thời điểm Mậu Thân phải chi tiêu số tiền lớn ào ào như nước cho mọi loại chi phí và tiền mặt trong tay không thể giữ được lâu. Nhờ sự hỗ trợ từ nhị hợp, Mậu Thân sở hữu sự nhạy bén giúp Mậu Thân nắm bắt được xu hướng thị trường và thậm chí đi trước đám đông. Mặc dù có thể cần phải đối mặt với khó khăn, tiền bạc có thể đổ vào túi nhanh chóng, nhưng Mậu Thân có thể thậm chí hỗ trợ những người tin tưởng đi theo Mậu Thân. Với những người làm công ăn lương, thành công trong công việc có thể mang lại các khoản thưởng đáng kể. Cát tinh thiên đức cho thấy một số người còn có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Tuy nhiên, không nên bỏ qua tác động tiêu cực của cục diện tương hình và âm sát. Xung quanh Mậu Thân có thể có đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ tiểu nhân lén lút tìm cách cướp khách hàng hoặc lợi nhuận của Mậu Thân. Do đó, hãy cẩn thận và kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng. Nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục cho thấy Mậu Thân có thể cần chi tiêu thêm tiền cho các hoạt động mua sắm, sửa sang và làm đẹp. Tuy nhiên, hãy đảm bảo Mậu Thân chi tiêu một cách hợp lý để tránh tình trạng cháy túi. Về sức khỏe, dựa vào luận giải tử vi năm 2024, các bậc thầy tử vi cho biết nói chung sức khỏe của người tuổi Mậu Thân trong tháng tư âm này không gặp phải vấn đề nào quá mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, với công việc đầy vất vả và mệt mỏi cộng với sự rình rập của kẻ tiểu nhân, Mậu Thân có thể cảm thấy hơi mệt mỏi. Để duy trì sức khỏe, việc xây dựng một thời gian biểu khoa học kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và việc tập luyện thể dục thể thao là rất quan trọng. Điều này giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh và đầu óc luôn tỉnh táo, tránh làm việc quá sức vì công việc có thể kéo dài và không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Nếu như cảm thấy áp lực công việc quá lớn, bản mệnh cũng đừng ngần ngại chia sẻ với người khác để nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Mậu Thân đừng cứ cố gồng mình lên gánh vác mọi thứ một mình. Về tình duyên gia đạo, theo luận giải chính xác nhất, các bậc thầy phong thủy có đưa ra lời khuyên với tuổi Mậu Thân đó là bản mệnh không nên nhẹ dạ cả tin trong chuyện tình cảm vào tháng tư âm này. Không phải ai cũng chân thành với Mậu Thân và tiếp xúc với Mậu Thân với mục đích trong sáng. Với người độc thân, nguyệt lệnh mộc dục khiến Mậu Thân quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài của mình. Nhờ vậy mà Mậu Thân cũng trở nên hấp dẫn hơn, thu hút hơn trong mắt người khác giới. Nhiều người có thể chủ động tiếp xúc với Mậu Thân trong tháng này. Tuy nhiên, khuyên các bác Mậu Thân không nên quá vội vàng bước chân vào một mối quan hệ, bởi có người tiếp xúc với các bác chỉ với mục đích vui chơi qua đường. Tốt nhất, các bác hãy dành thêm thời gian để trò chuyện với đối phương, giúp hiểu hơn về đối phương trước đã. Với những cặp vợ chồng, những thành tích gặt hái được cũng như phong thái tự tin cởi mở, khiến cho cùng trải nghiệm sống phong phú nên người tuổi Mậu Thân sẽ có nhiều người mong muốn gần gũi. Tuy nhiên, Mậu Thân cần phải tỉnh táo và giữ khoảng cách thích hợp trong các mối quan hệ. Bản mệnh hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng vì ham vui nhất thời mà khiến người nhà bị tổn thương. Kể cả khi vợ chồng mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung đi nữa thì Mậu Thân cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm niềm vui ở bên ngoài. Đối với nữ mạng, lời khuyên trên từng phương diện.
Về công việc, các cô mậu thân nên cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chớ nên làm biếng. Nếu là người giữ vị trí lãnh đạo, mậu thân cần lắng nghe cấp dưới nhiều hơn, không nên quyết định độc đoán. Về tiền bạc, phương diện tiền bạc không có những bước tiến triển quá đáng kể trong tháng tư âm này. Để hạn chế nguy cơ hao tiền tiến của, bản mệnh chớ nên cả tin, làm gì cũng cần phải kiểm chứng thông tin. Về tình duyên gia đạo, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Quan hệ vợ chồng nhiều khi không yên bình, mậu thân cũng cần phải lắng nghe nửa kia nhiều hơn, không nên hành xử nóng nảy. Về sức khỏe, thực chất mậu thân cũng đã khá lớn tuổi rồi, vì thế cần chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn trước. Hãy ăn uống lành mạnh, khoa học, vận động hợp lý và khám chữa định kỳ. Nội dung tiếp theo là tử vi và cẩm nang vượng vận tuổi mậu thân theo các mốc thời gian trong tháng tư âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng tư âm lịch, thái âm đi cùng âm sát nên tuần mới của mậu thân có khá nhiều biến động đang chờ đón. Hung cát đan xen, đa phần nữ mệnh tuổi này sẽ nhận được nhiều may mắn hơn nam. Công việc mệt mỏi, tối tăm, khó thở, dù đã rất muốn nghỉ việc vài ngày, nhưng vì tính chất công việc nên mậu thân không được phép nghỉ. Nữ mệnh đỏ hơn nam mệnh trong chuyện làm ăn. Tuần này có lợi cho những người làm công việc thiên về tâm linh, buôn bán hoa quả, mỹ phẩm hoặc những người vừa mới chuyển sang thử sức với bất động sản. Dù ăn ở khá hiền lương và không thích tranh đấu, nhưng mậu thân khó tránh khỏi tiểu nhân ken ăn tức ở và hãm hại trong chuyện tiền bạc vào tuần này. Ảnh hưởng của âm sát hung tinh nhắc nhở mậu thân làm gì cũng nên cẩn thận, mua bán cứ phải tìm hiểu kỹ, giấy trắng mực đen rõ ràng, có chứng cứ kẻo bản thân bị lừa lúc nào không hay. Ai mới dấn thân vào chuyện buôn bán thì nên coi chừng bị lừa trong quá trình nhập hàng. Con giáp này nên cẩn thận với những người ăn nói quá khéo xung quanh mình, vì đôi khi đó lại chính là người không hề có ý tốt với mậu thân trong tuần này. Cuộc sống không phải là chiến trường, bởi vậy không cần nhất định phải tranh cao thấp thắng thua. Giữa người với người thấu hiểu nhau thêm một chút thì sẽ bớt đi hiểu lầm. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh, con số may mắn 43, 81 và 59. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 4 âm lịch, tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy ảnh hưởng xấu từ hung tinh thái tuế khiến mậu thân khó lòng yên ổn trong tuần mới. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mọi thứ đến với mậu thân thật sự quá ngỡ ngàng. Vận may trong sự nghiệp của mậu thân không được tốt lắm, không nên thể hiện bản thân quá nổi bật để tránh thu hút kẻ xấu. Tốt nhất nên giữ thái độ khiêm tốn và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa bản thân với các cá nhân trong cơ quan. Ưu thế tiềm ẩn chỉ khi thực sự được phát huy ra bên ngoài mới trở thành ưu thế, nếu không sẽ trở thành gánh nặng. Mậu thân đừng giấu tài, nếu muốn thử sức thì phải làm ngay, càng chần chừ càng đi lùi. Đường tài lộc không ổn định, tiền bạc đến vào đầu tuần nhưng cuối tuần lại mất dần, nên cẩn thận. Mậu thân nào có ý định mua bán nhà cửa, đất đai hoặc xe cộ nên nhờ người thân cận đi cùng, cân nhắc kỹ rồi hãng xuống tiền. Ai sắp xuất ngoại hoặc đi du lịch xa nên cẩn thận coi chừng tốn tiền vì sơ suất của bản thân, tiền mất nhưng không được việc gì nên hồn. Nếu đã có bạn đời, đừng bỏ bê người ấy, giao tiếp nhiều hơn sẽ giúp mối quan hệ của bản mệnh được nâng cao hơn. Đôi khi tiền bạc không phải là tất cả nhé, mậu thân. Trong các mối quan hệ, người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì nên sớm rời xa. Bản thân mậu thân còn chưa biết tự yêu thương thì mong chờ gì ở người khác. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. Con số may mắn 73, 41 và 95. Tuần 3, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4 âm lịch. Tuần này tuổi mậu thân tập trung khá nhiều vào công danh lợi lộc và các mối quan hệ xã giao làm ăn do ảnh hưởng của Bách Việt, ai càng khéo léo và nghiêm túc càng đỏ. Mậu thân hãy cho chính mình một hy vọng để tiến về phía trước. Ngày hôm nay trời mịt mù không có nghĩa là ngày mai mặt trời không mọc. Công việc trước mắt sẽ bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng trong tuần này. Tuy sẽ hơi vất vả một chút nhưng kết quả sẽ rất đáng kể. Ai có ý định đầu tư cho việc của con cái thì nên tiến hành ngay những ngày đầu tuần. Tuần này, tâm trí mậu thân tràn ngập việc đầu tư và kiếm tiền, nhưng nhiệt huyết chưa đủ mạnh nên vẫn chưa làm ăn ra món tiền lớn. Nếu có bệnh trong người thì nên đi khám càng sớm càng tốt, không được chủ quan vì khám muộn thì bệnh càng nặng, tiền chữa trị càng nhiều.
tuổi này nên đầu tư cho việc học hành của con cháu và bản thân trong tuần này. Đây mới là khoản đầu tư thông minh. Ông trời ắt có sự sắp đặt tốt đẹp hơn cho Mậu Thân trong tương lai, nên đừng quá lụy trong vấn đề tình cảm. Thời gian ngồi khóc, Mậu Thân nên tập trung làm mới bản thân và kiếm thêm nghề tay trái. Những người đặt chữ hiếu lên hàng đầu trong tuần này sẽ cực kỳ may mắn và có nhiều lộc, tâm không ác, lộc sẽ tới. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. Con số may mắn 17, 08 và 65. Tuần 4 từ ngày 23 đến hết tháng, nhờ có sự hỗ trợ của dịch mã cát tinh nên Mậu Thân khá lộc lá trong tuần mới. Dẫu có phần vất vả và phải lăn lộn vầy đồng tiền khá nhiều, nhưng thành quả không làm Mậu Thân thất vọng. Được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, công việc của Mậu Thân sẽ suôn sẻ. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, Mậu Thân sẽ nổi bật và sự nghiệp sẽ đạt đến tầm cao hơn. Thần may mắn hết mực hỗ trợ cho những người đang bôn ba vất vả kiếm tiền xa quê, hoặc những người làm công việc phải đi lại di chuyển nhiều. Càng chăm cày thì công việc càng có thêm nhiều cơ hội tốt. Vận may về tài lộc đang trên đà thăng tiến, chỉ cần Mậu Thân chủ động thì có thể thu hút được rất nhiều của cải, đồng thời còn có thể giữ được ví tiền và tích lũy được thêm chút vàng bạc. Cuối tuần thích hợp cho những bác tuổi Mậu Thân muốn tham khảo mua nhà, mua đất, mua thêm vàng tích trữ hoặc là chuyển đổi mô hình làm ăn. Tình duyên khởi sắc trong những ngày đầu tuần nhờ ảnh hưởng tốt của tam hội cục đem lại. Đương sự dễ gặp được người tâm đầu ý hợp nhờ bạn bè mai mối hoặc tình cờ quen nhau qua công việc tiệc tùng. Bên cạnh đó, ai muốn làm lành với người thân cũng nên tranh thủ những ngày này để nối lại tình cảm. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen, con số may mắn 46, 88 và 23. Cảnh báo tuổi Mậu Thân về ba hiểm họa cần tránh trong tháng 4 và cách hóa giải. 1. Tiểu nhân cản bước thăng tiến. Xem tử vi năm 2024, tuổi Mậu Thân chính là một trong những con giáp dễ gặp tiểu nhân tháng 4 âm này. Công việc chồng chất không đủ thời gian để giải quyết, lại còn dễ mắc phải cạm bẫy của kẻ xấu bụng kia. Bản mệnh đã có lúc nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tiểu nhân có thể là bất cứ ai, cũng có thể là đồng nghiệp luôn ở cạnh bên, mà cũng có thể những đối thủ đang cạnh tranh với bản mệnh. Áp lực dồn dập có thể khiến cho Mậu Thân buông lơi cảnh giác, và đó là lúc mà những kẻ xấu kia lợi dụng thời cơ để chiếm đoạt những thứ Mậu Thân đang nắm giữ, ngồi vào vị trí mà Mậu Thân đang ngồi. Kẻ địch ở chỗ tối, còn ta lại ở chỗ sáng. Càng nóng vội thì tuổi Mậu Thân càng dễ mắc sai lầm do thiếu suy xét cẩn trọng. Cơ hội để thăng tiến trên con đường sự nghiệp cứ thế càng ngày càng trở nên xa vời. Thứ hai là công việc bận rộn căng thẳng. Đây cũng là tháng mà tuổi Mậu Thân khá vất vả trong công việc khi có quá nhiều việc cần phải xử lý, trong khi bản mệnh đều phải đích thân làm từng việc một chứ chẳng thể chia sẻ cho ai. Khối lượng công việc bị dồn lại từ tháng trước không được giải quyết hết, nên giờ là lúc những chú khỉ phải cày sấp mặt. Tất bật ngược xuôi, bôn ba khắp trốn, nếu không có sức khỏe tốt thì dễ ngục cả lắm đó. Bù lại thì thành quả mà bản mệnh nhận được cũng khá lớn, hãy cố gắng lấy đó làm động lực cho mình quý cô bác nhé. Thứ ba là tình duyên bất ổn. Chuyện tình cảm tháng tư âm này cũng không được như ý, có lẽ tuổi Mậu Thân sẽ khá mệt mỏi khi mà đi làm cũng gặp rắc rối, mà về nhà cũng không được yên thân. Vợ chồng lục đục mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt vốn chẳng đáng nói. Có thể do áp lực cuộc sống khá lớn nên cả hai đang dần đánh mất đi sự kiên nhẫn, bùng nổ mâu thuẫn cũng là điều dễ hiểu. Hơn thế nữa, đây có thể là hậu quả của những bức xúc bị dồn nén lâu ngày mà không được xử lý kịp thời, dẫn đến vết nứt tình cảm càng ngày càng lớn hơn. Các cặp đôi có thể nảy sinh hiểu lầm do thiếu thời gian tâm sự chia sẻ với nhau. Đôi bên càng muốn tốt cho đối phương nhưng lại chưa có cách làm tinh tế, dù mất công mất sức nhưng chưa chắc đã được đối phương mỉm cười đón nhận. Quý vị thân mến, bí quyết cải mệnh tuổi Mậu Thân tháng này. Tôi rất thích câu nói này của Lỗ Tấn. Tôi cho rằng người khác tôn trọng tôi vì tôi rất tốt đẹp, nhưng sau này tôi mới hiểu người khác tôn trọng tôi bởi bản thân họ vốn rất tốt đẹp. Những người tốt đẹp sẽ tôn trọng tất cả mọi người, tôn trọng lãnh đạo là thiên chức, tôn trọng đồng nghiệp là việc nên làm, tôn trọng người dưới là tốt tính, tôn trọng khách hàng là lẽ thường, tôn trọng đối thủ là rộng lượng, và hơn hết tôn trọng hết thảy mọi người là có giáo dưỡng.
Thật vậy, tốt đẹp và tử tế từ trước tới nay luôn là một sự lựa chọn. Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với chúng ta cả. Tất cả đều là chọn lựa của mỗi người. Cuộc sống sẽ không ngừng đẩy bạn va vào những con người xấu xí, tình huống tồi tệ và câu chuyện giờ khóc giờ cười. Nhưng quyết định đối mặt như thế nào lại nằm ở phía bạn. Mong rằng dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù có bị bào mòn bởi tháng năm, bạn vẫn giữ được một trái tim lương thiện và sáng ngời, đứng trước muôn vạn ngã rẽ của cuộc đời, vẫn lựa chọn là một người tốt đẹp. Cảm ơn quý vị cô bác đã dành thời gian lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.